Kính chào quý vị và các bạn. Cảm ơn quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chương trình hôm nay thứ Sáu ngày 12 tháng 7 và bây giờ là những nội dung chính sẽ có trong chương trình. Đoàn kiểm tra đôn đốc về công tác phòng chống tham nhũng Trung ương về làm việc tại Hưng Yên. Hội nông dân tỉnh tổ chức hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019. Trường Cao đẳng Kinh tế Tô Hiệu mở rộng đối tượng tuyển sinh và đào tạo. Huyện Văn Giang, nhiều xe tự chế hoạt động gây mất an toàn giao thông. Gia tăng tội phạm cướp giật tài sản tại hai huyện Tiên Lữ và Phù Cử. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay, Đoàn Kiểm tra Đôn đốc về công tác phòng chống tham nhũng Trung ương do đồng chí Lê Minh Chí, Ủy viên Trung ương Đảng, Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao, Ủy viên Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng làm trưởng đoàn đã về làm việc với tỉnh ta. Tiếp và làm việc với đoàn có các đồng chí Đỗ Tiến Sĩ, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, đồng chí Đỗ Xuân Tuyên, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, đồng chí Nguyễn Văn Phóng, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, các đồng chí trong Ban thường vụ tỉnh ủy, lãnh đạo Hội đồng Nhân dân tỉnh và một số ban ngành liên quan. Cùng với quán triệt triển khai các chỉ thị nghị quyết của Trung ương về công tác phòng chống tham nhũng trong năm 2018 và quý 1 năm 2019, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã kiểm tra giám sát 24 tổ chức đảng và 72 đảng viên. Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy kiểm tra 3 tổ chức đảng và 14 đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm. Giám sát theo chuyên đề 57 đảng viên và 21 tổ chức đảng. Tỉnh ủy chỉ đạo Ban Nội chính đưa vào diện theo dõi đôn đốc 15 vụ án, vụ việc, đến nay đã xét xử xong 9 vụ án. Công tác kê khai tài sản thu thập của cán bộ đảng viên được thực hiện nghiêm túc. Thời gian qua, không phải xử lý trường hợp nào là người đứng đầu cơ quan tổ chức đơn vị khi để xảy ra hành vi tham nhũng. Toàn tỉnh đã triển khai 482 cuộc thanh tra hành chính, kiến nghị xử lý về kinh tế trên 70 tỷ đồng. Cơ quan điều tra đã khởi tố 42 vụ với 125 bị can, truy tố 36 vụ, xét xử 32 vụ. Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Lê Minh Chí đánh giá cao công tác lãnh đạo chỉ đạo về phòng chống tham nhũng tại Hưng Yên, trong đó tỉnh đã chọn ra các lĩnh vực nhạy cảm, dễ phát sinh tham nhũng tiêu cực để phòng ngừa như tăng cường công khai để người dân và cán bộ dễ giám sát phát hiện, đồng thời xử lý nghiêm khắc, đúng người các vụ việc tham nhũng trên địa bàn có tính răn đe giáo dục cao. Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao đề nghị tỉnh ủy và các ngành trong khối nội chính của Hưng Yên cần tiếp tục nâng cao chất lượng công tác phòng chống tham nhũng trong thời gian tới, coi trọng việc kiểm tra thanh tra, thi hành kỷ luật khi xử lý các vụ án tham nhũng, làm sao vừa nghiêm khắc đúng quy định pháp luật nhưng cũng phải phát huy được tính nhân văn, giáo dục các đối tượng khác không vi phạm, tăng cường xử phạt hành chính, khắc phục hậu quả các vụ án tham nhũng do cá nhân hay tổ chức gây ra. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Tiến Sĩ tiếp thu các ý kiến của đoàn công tác, đồng thời khẳng định Tỉnh ủy Hưng Yên sẽ tiếp tục chỉ đạo thực hiện tốt các giải pháp về phòng chống tham nhũng, nhất là nâng cao hiệu quả cải cách hành chính, công khai, minh bạch, phát huy vai trò trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị địa phương trong công tác phòng chống tham nhũng. Chiều nay, Hội Nông dân tỉnh tổ chức hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019. Sự hội nghị có đồng chí Đỗ Xuân Tuyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh. 6 tháng đầu năm, các cấp hội nông dân trong tỉnh đã kết nạp được hơn 2.000 hội viên mới, phối hợp tổ chức được 8 lớp dạy nghề và hơn 430 buổi tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật cho gần 39.000 hội viên, cung ứng được trên 1.500 tấn phân bón trả chậm. Các đơn vị thực hiện tốt là Khoái Châu, Tiên Lữ, Ân Thi. Các cấp hội phối hợp với các đơn vị hỗ trợ giúp gần 700 hộ thoát nghèo, tạo điều kiện giúp đỡ hội viên liên kết thành lập các chi tổ hội nghề nghiệp, tạo tiền đề thành lập các tổ hợp tác xã. Thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, cán bộ hội viên nông dân trong tỉnh đóng góp trên 8,5 tỷ đồng và hàng nghìn ngày công lao động. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Đỗ Xuân Tuyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, biểu dương những kết quả các cấp hội nông dân tỉnh đã đạt được trong thời gian qua. Về nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy yêu cầu các cấp hội nông dân trong tỉnh phải quyết tâm phấn đấu hoàn thành các mục tiêu của hội theo tinh thần nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 18 đề ra.
tạo điều kiện cho nông dân thành lập các chi tổ hội nghề nghiệp, tổ hợp tác xã, phát huy hiệu quả tính liên kết trong sản xuất nhằm tăng năng suất lao động, góp phần nâng cao thu nhập cho hội viên, đẩy mạnh tuyên truyền vận động hội viên thực hiện nghiêm kế hoạch 93A của Ủy ban Nhân dân tỉnh, tập trung giải tỏa các vi phạm trên đất nông nghiệp, hành lang công trình giao thông và thủy lợi, không để phát sinh các vi phạm mới. Vận động nông dân tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, làm tốt công tác bảo vệ môi trường, nâng cao năng lực trình độ ứng dụng công nghệ thông tin của cán bộ hội viên để đáp ứng yêu cầu của cách mạng 4.0 và nêu cao vai trò trách nhiệm của người đứng đầu, tăng cường đối thoại trực tiếp với nông dân. Nhân dịp này có 8 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác hội và phong trào nông dân được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen. Sáng nay, Hội đồng Nhân dân huyện Tiên Lữ khóa 19 nhiệm kỳ 2016-2021 đã tổ chức khai mạc kỳ họp thứ 7 đánh giá tình hình phát triển kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm, bàn nhiệm vụ giải pháp phát triển kinh tế xã hội 6 tháng cuối năm 2019. Tới sự có đồng chí Đặng Minh Ngọc, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh. Trong 6 tháng đầu năm, tình hình phát triển kinh tế xã hội huyện Tiên Lữ đạt nhiều kết quả tích cực. Tổng giá trị sản xuất đạt 3.802 tỷ đồng, tăng 11% so với cùng kỳ năm 2018. Thu ngân sách trên địa bàn huyện đạt trên 264 tỷ đồng, đạt 84% kế hoạch tỉnh giao. Huyện đã có 14 trên 14 xã được Ủy ban Nhân dân tỉnh công nhận về đích nông thôn mới. Phát biểu tại buổi khai mạc, đồng chí Đặng Minh Ngọc đã đánh giá cao các kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội huyện Tiên Lữ đạt được trong thời gian qua, chỉ ra những hạn chế của huyện trong việc mở rộng quy mô nền kinh tế, phong trào chuyển đổi cơ cấu cây trồng chưa mạnh. Đồng chí yêu cầu trong thời gian tới, huyện Tiên Lữ cần tập trung thu hút các dự án đầu tư, khuyến khích các doanh nghiệp phát triển, mở rộng sản xuất, chú trọng giải quyết việc làm, tăng thu nhập cho người dân. Đặc biệt cần nâng cao hơn nữa vai trò giám sát của người dân trong hoạt động của Hội đồng Nhân dân các cấp. Sáng nay, Ban Chỉ đạo 389 của tỉnh về phòng chống buôn lậu hàng giả, gian lận thương mại tổ chức hội nghị sơ kết đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019. Đồng chí Nguyễn Minh Quang, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, trưởng Ban Chỉ đạo 389 tỉnh, chủ trì hội nghị. Cùng dự có các thành viên Ban Chỉ đạo 389 tỉnh và các huyện, thị xã, thành phố. 6 tháng đầu năm qua, công tác kiểm tra của các sở ngành thành viên Ban Chỉ đạo 389 tỉnh đã xử lý vi phạm hành chính 456 vụ việc vi phạm về hàng cấm, hàng nhập lậu, hàng giả và gian lận thương mại. Khởi tố 14 vụ với 21 bị can, tổng số tiền thu nộp ngân sách nhà nước trên 13 tỷ đồng, thấp hơn so với cùng kỳ năm 2018 cả về số vụ việc kiểm tra cũng như số vụ việc xử lý vi phạm. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Minh Quang biểu dương các địa phương Văn Giang, Văn Lâm, Mỹ Hào, thành phố Hưng Yên triển khai tốt hoạt động của Ban Chỉ đạo 389 cấp huyện trong 6 tháng đầu năm. Về nhiệm vụ 6 tháng cuối năm, đồng chí yêu cầu thành viên Ban Chỉ đạo 389 các cấp trong tỉnh tập trung vào đấu tranh ngăn chặn các hành vi trốn thuế, những đơn vị không kê khai nộp thuế nhưng lại thực hiện hoàn thuế giá trị gia tăng trên địa bàn tỉnh, kiểm soát việc vận chuyển phế liệu, phế thải vào địa bàn tỉnh để tái chế, tăng cường phối hợp trao đổi thông tin giữa các lực lượng trong thực hiện nhiệm vụ, thực hiện nghiêm chế độ thông tin báo cáo tuyên truyền, ký cam kết với các cơ sở kinh doanh không vi phạm kinh doanh hàng cấm, hàng nhập lậu và hàng giả. Tại hội nghị, nhiều tập thể cá nhân có thành tích tiêu biểu trong công tác phòng chống buôn lậu hàng giả, gian lận thương mại 6 tháng đầu năm 2019 được Ban Chỉ đạo 389 quốc gia khen thưởng. Công đoàn ngành giáo dục và đào tạo tỉnh vừa tổ chức hội nghị gặp mặt biểu dương cán bộ đoàn viên công đoàn tiêu biểu lần thứ nhất năm 2019 nhân kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam 28 tháng 7 năm 1929, 28 tháng 7 năm 2019. Tại hội nghị, các đại biểu đã cùng nhau ôn lại truyền thống 90 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam và 68 năm ngày thành lập Công đoàn Giáo dục Việt Nam. Những năm qua, tổ chức công đoàn đã thực hiện tốt chức năng đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của cán bộ, nhà giáo và người lao động trên địa bàn tỉnh. Nhân dịp này, Công đoàn ngành giáo dục và đào tạo đã biểu dương 38 cán bộ đoàn viên công đoàn tiêu biểu. Đây là những tấm gương thầy cô giáo mẫu mực, hết lòng yêu thương học sinh, có nhiều đóng góp, thành tích xuất sắc trong công tác chuyên môn nghiệp vụ, có nhiều cống hiến đối với sự phát triển lớn mạnh của tổ chức công đoàn. Nhằm thu hút thêm đối tượng đến học, năm học này Trường Cao đẳng Nghề Kinh tế Kỹ thuật Tô Hiệu Hưng Yên đã có một số đổi mới để tuyển sinh. Từ tháng 4 năm 2019, trường đã phối hợp với ngành giáo dục
các trường trung học phổ thông, trung học cơ sở trên địa bàn tỉnh tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn và phân luồng để các em có nhiều sự lựa chọn khi tốt nghiệp. Trong đó có giới thiệu về các ngành nghề chính như cơ khí, dệt may, điện, điện tử hoặc các hệ đào tạo từ liên kết, học đại học, cao đẳng, trung cấp, sơ cấp. Bên cạnh đó, đến nay, trường cũng tuyển hơn 100 học sinh trong và ngoài tỉnh tốt nghiệp trung học cơ sở để đào tạo nghề và bổ túc trung học phổ thông cho các em. Năm học 2019-2020, trường Cao đẳng nghề Kinh tế Kỹ thuật Tô Hiệu Hưng Yên có kế hoạch tuyển 1.600 học sinh, sinh viên. Chúng tôi cái xác định của cái năm nay là gắn cái công tác đào tạo chặt chẽ với các cái doanh nghiệp. Bởi vì trong quá trình mà các em vào đây thì có hai cái hệ, một cái hệ là các em học trung cấp và một cái hệ là các em vừa học trung cấp vừa học văn hóa để các em thi lấy cái bằng trung học phổ thông. Thế tại cái thời điểm này thì trường tôi có khoảng hơn 300 em đang nằm ở tại các cái doanh nghiệp của bốn cái chuyên ngành là cắt gọt, hàn công nghệ cao, may, điện công nghiệp và điện tử. Khi mà các em kết thúc chương trình đào tạo của trường thì các cái đơn vị doanh nghiệp là hứa sẽ tuyển tất cả các em ở lại làm ở tại doanh nghiệp. Sau một thời gian hoạt động, đến nay mô hình tự quản về bảo vệ môi trường thôn Nhạn Tháp, xã Mễ Sở, huyện Văn Giang đã phát huy hiệu quả tích cực, qua đó không chỉ giảm ô nhiễm khu dân cư mà còn làm đẹp làng sạch ngõ. Mô hình được hình thành với nòng cốt là hội phụ nữ, theo đó các tuyến đường đều được giao cho các tổ đội quản lý. Việc làm cụ thể là quét dọn hàng tuần, phát quang cây cối, trồng hoa ở những đoạn đường rộng, cùng với đó là tuyên truyền, vận động nhắc nhở các hộ gia đình nâng cao ý thức trong công tác bảo vệ môi trường chung. Vào ngày 25 hàng tháng, toàn thôn đều tham gia tổng dọn vệ sinh để bảo đảm vệ sinh vừa giảm thiểu lượng rác thải. Thôn hỗ trợ 50% kinh phí mua thùng rác cho các hộ dân. Những thùng này dùng để chứa các loại rác thải hữu cơ sau khi đã phân loại. Đến nay, 100% các hộ trong thôn đều đã tham gia mô hình và thực hiện nghiêm túc các quy định của thôn về bảo vệ môi trường. Nhờ đó, các đường làng ngõ xóm ở đây luôn sạch sẽ. Hỏa táng là hình thức mai táng văn minh, hiện đại, được nhiều người dân trên địa bàn huyện Phù Cử thực hiện trong thời gian gần đây. Từ đầu năm đến nay, huyện Phù Cử đã hỗ trợ 73 hộ dân thực hiện hỏa táng với tổng kinh phí hơn 410 triệu đồng. Trong đó, mức hỗ trợ bình quân cho một ca hỏa táng là 5 triệu đồng. Người chết thuộc hộ nghèo được hỗ trợ 10 triệu đồng. Người vô gia cư, lang thang, cơ nhỡ, người cao tuổi không nơi nương tựa được hỗ trợ 12 triệu đồng. Hỏa táng là hình thức mai táng cho người chết sạch sẽ, chi phí chọn gói chỉ từ 15 đến 20 triệu đồng, tiết kiệm hơn nhiều so với địa táng, giảm những hủ tục rườm rà kèm theo. Nhiều xã trong huyện thực hiện tốt việc đưa những người qua đời đi hỏa táng là Đình Cao, Minh Tân. Chương trình thời sự xin được chuyển sang các thông tin đáng chú ý khác. Cầu Bình Lương bắc qua sông Đình Dù thuộc địa bàn xã Tân Quang, huyện Văn Lâm đã xuống cấp gây nguy hiểm cho người khi tham gia giao thông. Vào những năm 1995, sau thời gian được xây dựng mới, nhưng do bị tàu nạo vét sông Đình Dù va vào một phần của trụ cầu, nên đã dẫn đến cầu Bình Lương bị nghiêng. Trải qua thời gian dài, thành cầu bị gãy gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông. Năm 2018, Ủy ban Nhân dân xã Tân Quang đã trích kinh phí để dựng lại lan can cầu và đắp lại bề mặt cầu, nhưng các phương tiện đi qua đây vẫn mất an toàn bởi cầu bị rung nhiều. Đề nghị huyện Văn Lâm và các cơ quan chức năng tỉnh sớm đầu tư xây dựng lại cầu Bình Lương để nhân dân yên tâm đi lại an toàn. Dù đã rất quyết liệt trong xử lý, chỉ tính riêng từ đầu năm đến nay, công an huyện Văn Giang đã phát hiện và thu 8 xe tự chế lưu thông trên đường. Tuy nhiên, trên địa bàn huyện vẫn tồn tại nhiều xe tự chế hoạt động, tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn giao thông. Các loại xe này nhỏ, thường hay chạy trong các đường nhỏ trong thôn xóm và luôn tìm cách né tránh. Các xe tự chế đều không đăng ký, không đăng kiểm, vì thế cũng không cần biết quá tải hay không, mà cứ chạy chất đầy hàng. Thậm chí, các lái xe cũng không được đào tạo nên tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn rất cao. Rất mong chính quyền địa phương và các cơ quan chức năng cần tăng cường hơn nữa việc tuần tra kiểm soát và có biện pháp kiên quyết thực hiện việc đình chỉ lưu hành xe tự chế theo quy định. Với quyết tâm đấu tranh kiềm chế hoạt động của các loại tội phạm, ngay từ đầu năm 2019, lực lượng công an toàn tỉnh tập trung đấu tranh quyết liệt với các loại tội phạm, đặc biệt là tội phạm tín dụng đen, tội phạm sử dụng vũ khí nóng, sử dụng công nghệ cao để phạm tội.
Tính từ tháng 12 năm 2018 đến cuối tháng 6 năm 2019, toàn tỉnh phát hiện 322 vụ vi phạm pháp luật về trật tự xã hội, đã điều tra làm rõ 262 vụ, đạt 81,36%, bắt giữ 342 đối tượng, trong đó khám phá thành công 10 trên 10 vụ án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng, đạt tỷ lệ 100%. Công tác đấu tranh phòng chống tội phạm kinh tế được tăng cường, phối hợp với các ngành chức năng kiểm tra phát hiện 80 vụ trốn thuế, buôn lậu, gian lận thương mại, thu giữ nhiều hàng hóa do nước ngoài sản xuất, xâm phạm quyền đối với nhãn hiệu hàng hóa. Về tội phạm ma túy, toàn tỉnh đã phát hiện bắt giữ 190 vụ với 299 đối tượng, thu trên 180 gram heroin, gần 5.500 gram ma túy tổng hợp và các vật chứng liên quan. Bắt giữ nhiều vụ vận chuyển ma túy qua địa bàn đi các tỉnh khác tiêu thụ, trong đó tập trung đấu tranh với việc sử dụng trái phép chất ma túy ở các quán bar, karaoke, nhà nghỉ. Tội phạm cờ bạc hoạt động phức tạp với nhiều thủ đoạn tinh vi. Qua công tác nghiệp vụ đã phát hiện bắt giữ 103 vụ, 640 đối tượng, triệt phá một số vụ đánh bạc có nhiều đối tượng tham gia đánh bạc sử dụng công nghệ cao. Thưa quý vị và các bạn, thời gian gần đây, hoạt động của tội phạm cướp và cướp giật tài sản trên các tuyến, địa bàn vắng người qua lại ở huyện Tiên Lữ và Phù Cử đang có diễn biến phức tạp. Trong số các vụ cướp giật tài sản của người đi đường, có tới 90% nạn nhân là phụ nữ. Hành động của bọn cướp khá táo tợn, thậm chí là cướp giữa ban ngày. Vào khoảng 7 giờ 30 phút, ngày 16 tháng 5, khi đang điều khiển xe đạp đến địa phận thị trấn Phương huyện Tiên Lữ, chị Đinh Thị Nết, trú tại thôn Đồng Minh, xã Đoàn Đào, huyện Phù Cử, bất ngờ bị một thanh niên điều khiển xe máy đi cùng chiều cướp giật chiếc túi sách để trong giỏ xe rồi nhanh chóng tẩu thoát. Theo chị Nết, bên trong túi có 5,8 triệu đồng, một thẻ ATM cùng một số giấy tờ tùy thân. Nhận được trình báo, Công an huyện Tiên Lữ đã tập trung lực lượng, tích cực vào cuộc xác minh điều tra và đến ngày 20 tháng 5 đã ra lệnh bắt khẩn cấp đối với Vũ Ngọc Trung, sinh năm 1997, trú tại xã Hồng Nam, thành phố Hưng Yên về hành vi cướp giật tài sản. Trước đó vào tháng 4, chị Nguyễn Thị Miện, trú tại thôn Triều Dương, xã Hải Triều, điều khiển xe máy trên đường 376 thuộc địa phận thôn Hải Yến, xã Hải Triều thì bất ngờ bị một đối tượng đi phía sau giật một ví da bên trong có một điện thoại di động và số tiền trên 500.000 đồng. Dù tài sản bị mất không lớn, nhưng khi nhớ lại thời điểm bị cướp, chị Miện vẫn còn sợ hãi. Thì hôm đấy là sáng ngày 21 tháng 4 khoảng 6 giờ kém 15 ấy. Thì là trên đường tôi đi chợ, đi từ nhà ra chợ Hới thì vào và giật cái ví tôi cầm trên tay. Theo thống kê của Công an huyện Tiên Lữ, từ năm 2018 đến nay, trên địa bàn huyện xảy ra 6 vụ cướp giật tài sản. Cơ quan công an đã làm rõ 3 vụ với 4 bị can. Chỉ tính riêng từ đầu năm 2019, trên địa bàn huyện đã xảy ra 4 vụ. Tại huyện Phù Cử, từ đầu năm 2019 đến nay, trên địa bàn huyện cũng liên tiếp xảy ra 5 vụ cướp tài sản và cướp giật tài sản. Trong đó có 3 vụ cướp tài sản và 2 vụ cướp giật tài sản. Cơ quan công an đã làm rõ cả 5 vụ, khởi tố 7 bị can, trong đó có nhiều đối tượng ở tỉnh ngoài. Do em ăn chơi, chơi bời nhiều quá, gây đến nợ lần nhiều. Em tung quẫn quá, em mới làm liều. Em rất hối hận với cái việc mình đã làm. Nguyên nhân mà dẫn đến các cái vụ cướp và cướp giật tài sản thì các đối tượng thường lợi dụng các sơ hở của quần chúng nhân dân trong việc quản lý tài sản, nhất là trong cái vụ án về cướp giật tài sản. Đấy, các đối tượng nhắm đến của tội phạm đó là phụ nữ, thực hiện tại cái đoạn đường vắng vẻ, ít người qua lại. Thì qua đây thì Công an huyện cũng khuyến cáo tới với các chị em phụ nữ, khi mà đi trên đường, chúng ta hạn chế các việc là sử dụng các túi sách, sử dụng các cái tài sản để đối tượng có thể thấy sơ hở lợi dụng để thực hiện hành vi phạm tội. Để nâng cao hiệu quả đấu tranh với tội phạm cướp tài sản và cướp giật tài sản, cùng với sự vào cuộc phòng ngừa của lực lượng công an, mỗi người dân cần nâng cao ý thức tự bảo vệ tài sản của mình khi ra đường. Khi bị cướp giật tài sản, cần chú ý quan sát, ghi nhận đặc điểm nhận dạng đối tượng, phương tiện chúng sử dụng, hướng tẩu thoát sau khi gây án, giúp cơ quan chức năng nhanh chóng phát hiện bắt giữ hoặc để phục vụ cho công tác điều tra vụ án. Quý vị và các bạn thân mến, những thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.